ban đầu tôi định mua em Kunika Hexanon 83R này thì nghe nói là kiểu nó có bộ kép bong bóng nhá, với cả nghe nói là Kunika thì chất lượng của len của nó hình như là có cùng cấu trúc với cả dai hay sao ấy, kiểu nó nói chung là nó chỉ kém chất lượng quang học, nói chung là nó nhỉnh hơn với các hãng khác như là Minolta hay là Minolta thì Tokina các thứ. Thậm chí tôi cũng đã nói chuyện với cái ông chủ của cái ấy này rồi, nhưng tiếc là em này xuất hiện đây, nó mời em 1.4 kèm cả ngàm luôn mà giá lại 1.1, thế thì thứ nào mà chịu nổi. Mở được từ khẩu 1.4 đến 16. Ok, về phần ngoại hình thì chắc là ai cũng tìm hiểu qua mạng rồi, nên mình sẽ đến với phần sample luôn. Tại vì review một cái lens mà không có cái hình ảnh của nó thì thực sự là quá là tệ. Đầu tiên là về xóa phông đi. Đây. Thì nó không không sắc, nó không được sắc lắm. Mặc dù mình đã để cái picking nó đỏ chét rồi nhưng mà cũng có thể là bị sai, nhưng mà nó phần tóc thì nó được nét hơn, chắc là mình đã lấy nét vào phần tóc. Về tia đi thì mặc dù đã để khẩu f 16 và 1/50 giây nhưng mà nói chung là tia nó không không được sắc lắm, sao thì nó cũng rất là tuyệt. Về bokeh thì mình có giả lập rồi nhỉ. Tròn và có phần lục giác nữa. Còn đây vô kích vào buổi sáng, càng cho nhỏ khẩu thì phần lục giác càng được rõ hơn. Đây là buổi đêm. Số ảnh khác nữa.
có bong bóng. Khẩu 2 2.8. À không phải. Ờ đúng rồi, 2.8. 4. Ơ lục giác. À không được. Một cách ban đêm. Wow. Wow.